Thưa quý vị, lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng 2022 với nhiều hoạt động hấp dẫn đã diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2022. Với tâm điểm là giải golf phát triển châu Á, BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022 đã thu hút gần 120 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài. Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức lễ hội du lịch golf Đà Nẵng và đăng cai giải golf phát triển châu Á. Song với công tác chuẩn bị từ sớm và rất bài bản, lễ hội và giải đấu đã diễn ra thành công tốt đẹp, khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của ngành du lịch, đặc biệt là du lịch golf. Cùng với nhiều sự kiện nhằm khôi phục ngành du lịch, lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022 là một trong các sự kiện được thành phố Đà Nẵng đầu tư tổ chức với quy mô lớn, nhằm thu hút khách quốc tế đến thành phố sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn, trưởng ban tổ chức lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022, đã có nhiều buổi họp rà soát cũng như kiểm tra thực tế với các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị cho lễ hội, cũng như giải BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022, đảm bảo lễ hội để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các golfer, các đại biểu cũng như du khách. Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng 2022 diễn ra với nhiều hoạt động bên lề nổi bật nhằm quảng bá hình ảnh du lịch, đầu tư tiềm năng tại thành phố như hội nghị golf và du lịch, hội nghị tính bền vững của ngành công nghiệp golf, các hoạt động tham quan, trải nghiệm, tập thử golf, quảng bá ẩm thực, tiệc chào mừng. Trong đó, tại hội nghị golf và du lịch, với sự tham gia của nhiều đại biểu Liên đoàn Công nghiệp Golf Châu Á, Hiệp hội Golf Việt Nam, các công ty lữ hành golf, sân golf quốc tế và Việt Nam, lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã có bài tham luận ấn tượng về sự phát triển du lịch golf tại Việt Nam và vai trò của điểm đến golf Đà Nẵng. Tại hội thảo lần này, thì nội dung chúng tôi cũng rất mong muốn được truyền tải tới các đại biểu trong nước và quốc tế về tiềm năng và thế mạnh để phát triển golf, du lịch golf, cũng như là cái tầm nhìn để phát triển về công nghiệp golf. Bên cạnh đó, giải đấu tầm cỡ châu Á BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022 là điểm nhấn chính của lễ hội du lịch golf Đà Nẵng 2022 với tổng giải thưởng là 75.000 đô la Mỹ, trong đó 40 vận động viên Việt Nam cũng đã giành được những kết quả tốt. Được biết, các vận động viên tham gia giải đấu đều rất ấn tượng với điểm đến Đà Nẵng. Anh Gu Xinjiang đến từ Trung Quốc, quán quân giải đấu, chia sẻ đây là lần đầu tiên anh tới Việt Nam cũng như thành phố Đà Nẵng, đồng thời bày tỏ vui mừng và hài lòng với chất lượng tổ chức giải đấu, sự hiếu khách của thành phố và khẳng định sẽ quay lại Đà Nẵng, Việt Nam để du lịch trong thời gian tới. Giải đấu được xem là cú hích đối với phát triển du lịch golf tại Việt Nam cũng như thành phố Đà Nẵng. Theo đó, thành phố sẽ đăng cai giải đấu này trong 3 năm liên tiếp, từ năm 2022 đến năm 2024. Chúng ta có thể khẳng định rằng giải golf lần này rất là thành công, tạo một cái ấn tượng rất tốt đối với lại những golfer, những người tổ chức và du khách cũng như là người dân Đà Nẵng. Đây là một cái kết quả mà chúng tôi ngoài cái mong đợi của chúng tôi. Và trên cơ sở kết quả này thì trong năm 2023 và năm 2024 chúng tôi sẽ tổ chức thành công hơn. Và qua cái dịp này thì thành phố Đà Nẵng cũng góp phần vào quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến các bạn bè trong nước cũng như là nước ngoài, đẩy mạnh các hoạt động du lịch và đẩy mạnh các phong trào thể dục thể thao nói chung và giải golf nói riêng. Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng 2022 cũng như giải BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022 đã nhận được sự chung tay của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng của thành phố và các đơn vị phối hợp trong việc hỗ trợ công tác y tế, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh thực phẩm. Ra cái công tác an ninh an toàn thì bao giờ cũng phải được đặt lên hàng đầu trong tất cả các sự kiện thể thao. Nên là trong cái giải đấu này thì với kinh nghiệm tổ chức của chúng tôi và với các cái phương án của chúng tôi đưa ra thì chúng tôi cũng thực nghiệm tất cả những tình huống xấu nhất và các đơn vị sẽ bám sát vào các cái kế hoạch của ban tổ chức và những nhiệm vụ phân công được giao. Cái lễ hội du lịch golf của do thành phố Đà Nẵng đứng ra đăng cai tổ chức đã được có cái sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và hết sức là bài bản. Chúng tôi đánh giá rằng trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đà Nẵng cũng như là các cấp các ngành, đặc biệt là Sở Du lịch thành phố cũng đã vào cuộc hết sức rất là tích cực, đã phối hợp với các địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp để chuẩn bị hết sức là chu đáo để tổ chức một cái sự kiện có thể nói rằng là đây là một trong những sự kiện hết sức là hấp dẫn để mà phát động lại cái thị trường, đặc biệt là thị trường khách du lịch quốc tế mà sắp tới đây khi chúng ta bước vào cái thời kỳ cao điểm của cái du lịch quốc tế thì khách du lịch quốc tế sẽ đến với Đà Nẵng.
lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng 2022 không chỉ góp phần đưa golf Việt phát triển vươn tầm thế giới, mà hơn hết là mở ra nhiều tiềm năng và cơ hội cho Đà Nẵng trong phát triển du lịch golf, thu hút các thị trường khách du lịch như là Nhật Bản, Hàn Quốc đến Đà Nẵng, đưa thành phố trở thành điểm đến du lịch golf hàng đầu châu Á, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao theo đúng định hướng phát triển của du lịch thành phố. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch phối hợp với lại các đơn vị ở trong nước và đặc biệt là các cái đối tác nước ngoài để tăng cường quảng bá hình ảnh vẻ đẹp về du lịch của thành phố Đà Nẵng cũng như là cái đẳng cấp của các cái sân golf tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung do các tay golf huyền thoại thiết kế. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác nước ngoài để đưa về Đà Nẵng các sự kiện về golf đẳng cấp quốc tế. Qua đó thì chúng ta có thể thu hút, trực tiếp thu hút các vận động viên, các golfer như giải BRG Đà Nẵng Open Championship năm 2022 và bạn bè, người thân của các cái golfer đó tới tham quan và du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Quan trọng hơn, thông qua lễ hội này, Đà Nẵng cũng đang hướng đến thúc đẩy ngành công nghiệp golf bằng cách thu hút các nhà đầu tư đến Đà Nẵng, đầu tư sản xuất các mặt hàng lưu niệm, dụng cụ, trang thiết bị golf để phục vụ các golfer, tạo giá trị gia tăng, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.